Hello, chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu nhanh với các bạn một chiếc tai nghe mới của JBL, tai nghe True Wireless, có tên là Tune 120. Thì đây là cái tai nghe được giới thiệu vào cái CES năm 2019 ở Las Vegas, và nó đạt được một cái giải Red Dot Award 2019, tức là nó giành một cái giải thiết kế rất là danh giá, giải Red Dot. Tai nghe này có pin dùng tới 16 tiếng, Bluetooth kết nối không dây. Và đây là cái hộp, các bạn nhìn thấy cái màu xanh xanh quân đội. Các bạn nào dùng iPhone 11 mới á, thì có hơi tông stone ha, có cái màu này. Chức năng nghe gọi, nghe nhạc, rồi gọi trợ lý ảo Siri, trợ lý ảo Google, và nhảy bài qua nhảy bài lại bằng cách bấm nút ở trên cái này. Một cái tai nghe đơn giản sử dụng hàng ngày. Đặc biệt hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái combo rất là thơm ở cuối video, các bạn nhớ coi và nhanh tay nha. Một cái kèo khá thơm, và giá nguyên bản bình thường chính hãng ở Việt Nam sẽ bán ra với giá 2.390.000 trong vòng khoảng 10 ngày tới. Sau khi mình tung cái video này thì khoảng 10 ngày nữa sẽ có mặt ở trên kệ hàng. Mình sẽ ghi chi tiết ở bên dưới cái phần mô tả. Và trước hết, trước khi khui hộp thì mời các bạn xem một cái clip của JBL. Đây là một chiếc hộp chính hãng JBL Tune 120, một chiếc tai nghe True Wireless mà giá rẻ các bạn. Các bạn có thể mang đi sử dụng hàng ngày. Một cái cáp micro USB để các bạn sạc cho cái hộp sạc. Hai cái đệm tai nghe, hai cái size khác nhau. Rồi bên dưới cái hộp này có cái sách tài liệu hướng dẫn nhỏ nhỏ xinh xinh. Và một chiếc hộp đựng tai nghe rất đơn giản. Đây, Tune 120 với màu xanh rêu rất là đẹp, phối giữa xanh rêu và cái màu đen. Thì đây là cái hộp cũng khá gọn ha, khá gọn gàng xinh xắn, cũng tương tự mấy cái hộp Zebra hoặc là những cái hộp True Wireless khác trên thị trường. Logo JBL nằm đây, và những ba cái mức đèn báo pin nằm ở đây. Thì các bạn thấy cái tai nghe gắn sạc bằng ba cái chấu tiếp xúc, nó nằm hai cái mép bên này, thì các bạn chỉ việc bỏ vào như vậy là đậy nắp lại là nó sạc thôi. Đây, mức pin nó báo còn hai mức. Cái tai nghe đơn giản, quan trọng là giá rẻ các bạn đó, đơn giản và giá rẻ. Nó có đánh cái chữ R là tai phải và left là tai trái. Rồi mình kết nối nhanh đi cái điện thoại của mình để mình nghe thử chút xíu, cho một cái cảm nhận khi đeo vào tai coi nó có êm không, dễ chịu hay không. Rồi các bạn, mình vừa kết nối cái iPhone của mình vào cái tai nghe này rồi. Đây, cái Bluetooth nó báo là JBL Tune 120. Và mình đang dùng cái trình nghe nhạc Spotify và nghe nhạc bản quyền online từ trên đám mây xuống. Nhớ về em, để mình nghe thử coi mình cho cảm nhận nhanh như thế nào. Ok,
Cái tai nghe này không có cái chức năng tăng giảm volume ở trên cái tai. Muốn tăng giảm volume bắt buộc các bạn phải bấm vào cái điện thoại của mình ha. Rồi cái bên phải các bạn bấm một cái ở đây. Bấm một cái ở đây thì nó dừng nhạc. Bấm một cái ở đây thì nó chơi nhạc. Đó, rồi bắt đầu cái tai bên trái. Bấm một cái thì nó nhảy bài, nhảy qua bên phải, nhảy bài mới. Bấm hai cái thì nó back lại, bấm hai cái là nó back lại. Đó. Giống các bạn lấy chuột rồi đó. Các bạn bấm hai cái thì nó back lại và bấm hai cái thì bên trái thì nó nhảy qua. Còn ở bên phải này thì các bạn bấm một cái là dừng nhạc. Bấm một cái là play nhạc hoặc là có cuộc gọi tới các bạn bấm một cái các bạn nghe và bấm một cái nữa thì mình từ chối cuộc gọi. Đơn giản vậy thôi. À, nó là cái nút bấm cứng ở trong ngay cái logo JBL này. Ngoài ra nó không có cảm ứng cảm gì hết. Rồi. Rất đơn giản, một cái tai nghe đeo hàng ngày nghe nhạc không có quá xuất sắc nhưng đeo rất là cảm giác rất là nhẹ nhàng thoải mái. Nghe nhạc chấp nhận được ổn. Cái đặc biệt trên cái tai nghe này là JBL nói cũng như mình thấy là cái khả năng chơi tiếng bass nó khá là mạnh. Đó là cái đặc trưng của JBL. Khá ổn. Đây cái hộp. Cái hộp nó ghi các bạn chỉ dần cần 15 phút sạc thôi. 15 phút sạc thì bằng 1 tiếng các bạn nghe nhạc. Đó. 4 giờ cái tai nghe. Tức là đầy sạc đầy cái tai nghe thì các bạn nghe được 4 tiếng đồng hồ. Cộng cái hộp sạc này nó chứa được khoảng 12 tiếng nữa thì các bạn gấp 3 lần. Tức là sạc đầy cái hộp thì nó sạc cho tai nghe mình được 3 lần. Một cái tai nghe với thương hiệu JBL của Mỹ khá là nổi tiếng với giá chỉ 2.390.000 thì mình đây cho là một cái sản phẩm khá là ngon. À, khi các bạn đang cần có nhu cầu tìm kiếm một cái đôi tai nghe True Wireless thật sự thì bây giờ rất là nhiều hãng sản xuất cái True Wireless. Tuy nhiên để có một cái thương hiệu tốt như JBL, đáng tin cậy như JBL của Mỹ và nó đạt luôn cái giải Red Dot 2019 với cái giá chỉ 2.390.000 thì mình cho là đây là một cái lựa chọn hoàn hảo, lựa chọn tuyệt vời ở một cái phân khúc như vậy. Hey Siri, what time is it? Các bạn để gọi Siri, trợ lý ảo Siri hoặc là Google thì các bạn click vào đây hai cái. Nhấp hai cái vào cái logo giống như lít chuột cái đó thì tự động nó sẽ gọi Siri lên để các bạn nói chuyện. Rất là đơn giản. Đây là cái thông tin rất là hấp dẫn các bạn. Từ ngày 6 tới ngày 11 tháng 10 này á thì các bạn đặt trước cái tai nghe Tune 120 này như trong cái hộp. Các bạn thấy mình mới nhận được một cái bộ hộp trưng bày. Mình sẽ trưng bày cái tai nghe này ở đường Võ Thị Sáu, 144, cửa hàng 144-36. Đó thì mình sẽ đặt đó, hai bộ, một bộ màu trắng và bộ màu đen lên cái đây. Đây là cái hộp chính hãng của JBL gửi về dành cho những khách hàng trải nghiệm và đặt trước cái sản phẩm này Tune 120 từ ngày 6 tới ngày 11 tháng 10 thì sẽ được tặng một cái loa Win 201 trị giá 1.390.000. Đó, mua cái tai nghe chỉ có 2.390.000 thôi. Tặng một cái loa trị giá 1.390.000. Rất là hấp dẫn các bạn. Nên sau khi coi cái video này các bạn nhớ nha. Nhớ có thể nếu mà các bạn thích các bạn click pre-order ngay chứ không để hết hàng. Một cái combo cực kỳ hấp dẫn. Thì sẵn mình giới thiệu một chút về cái loa này. Đây là một cái loa mình rất thích. Nếu các bạn nào mà chạy xe máy, đặc biệt mình đi mô tô, mình sẽ gắn một cái. Ở đây nó có một cái khung, có một cái con ốc cho mình dặn. Ở đây nó có một cái miếng cao su để dặn vào cái ghi đông xe
Ví dụ đây là cái ghi đông xe thì các bạn có thể xỏ vào, các bạn vặn vô đó, rồi bắt đầu các bạn siết cái con ốc này vào cái ghi đông xe của mình đó, siết chặt vào, nó bó vào cái ghi đông xe, và các bạn có thể tháo cái loa này ra vào bằng cái, họ có cái bát ở đây giữ trong xe. Khi các bạn chạy trên đường hoặc là đi chơi thì các bạn có thể gắn cái loa vào một cách rất là nhanh chóng như vậy, để các bạn nghe nhạc ở trên xe hoặc là nghe cái bản đồ Google Maps nó hướng dẫn mình đi đâu hay đâu, nó đọc ra đây mình nghe mình đi. Đó, khi mà các bạn gửi xe thì các bạn giật cái loa này ra, bỏ trong ba lô và các bạn đi vào để khỏi bị mất. Khi ra thì các bạn cắm vào một cái như vậy là xong, hướng nào cũng được hết. Đó, hướng nào các bạn cũng có thể cắm tháo. Các bạn lưu ý là những cái chỗ mà mình bấm nút ở đây thì các bạn tránh những cái bốn cái máu này ra, thì các bạn gắn cái chiều nào cũng được hết. Đó. Rồi cái loa này có gì hay? Cái loa này một cái loa nghe nhạc của JBL bình thường. Đặc biệt là nó đi ngoài trời, nó dành cho những người dã ngoại, du lịch, để trên xe đi, từ xe đạp cho tới xe máy. Rất là thuận tiện và nó chống nước luôn, chống nước, chống bụi luôn. Đây, các cái chức năng các bạn thấy nè, họ ghi trên cái, mình có hai cái bộ trưng bày ở đây do bên hãng bên Mỹ gửi về. Thì đây là cái loa này có chức năng là FM radio nè. Đặc biệt cái mình thích nhất nè là cái loa này nó có khe cắm thẻ nhớ SD card. Các bạn có thể bỏ một cái thẻ nhớ vào. Ở đây cái khe cắm thẻ nhớ, các bạn thấy cái khe này. Các bạn mua một cái thẻ nhớ, chép những cái bài nhạc hát hay nhất, các bạn cắm thẳng vào đây luôn. Rồi có microphone luôn, quá hay. Các bạn vừa chạy xe mà ai gọi điện tới, các bạn bấm nghe gọi luôn. Nó có cái mic ở đây, ghi mic rất là rõ ràng. Các bạn bấm một cái để nói chuyện luôn. IP45 chống văng nước ha. Nó ghi là splash proof, tức là chống văng nước ở cái mưa gió rồi vừa thôi, chứ không có ngập cái loa này xuống nước. Pin các bạn chơi được 10 tiếng, kết nối không dây Bluetooth. Và có cái mount để các bạn gắn vào xe. Có thêm một cái ngõ aux in, tức là cái jack cắm 3.5. Nếu các bạn nào mà không có Bluetooth thì vẫn có cách để các bạn dùng câu nó ra, tức là vừa thể nhớ, vừa Bluetooth, vừa jack 3.5. Và đây là cái ngõ sạc micro USB. Khi tối các bạn về, các bạn tháo ra khỏi xe, các bạn đem lên sạc, mai xách xuống đi, thì mình sẽ lấy một cái loa này, mình sẽ gắn trong cái xe mô tô của mình. Mình rất là ưng ý để đi nghe bản đồ rồi nó nói. Rồi cái nút nè, các bạn thấy nút trả lời cuộc gọi nè, đó, nút play nhạc, dừng nhạc, trả lời cuộc gọi đều sử dụng cái nút này. Các bạn bấm không? Tại sao nó làm như vậy? Các bạn thấy nó kêu không? Tại vì mình ngồi xe mình bấm, cái cảm nhận cái nút bấm rất là chắc chắn, kêu cốc 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 để mình cảm nhận được là ồ, tôi đang bấm nè. Đó, nó làm rất là tinh tế, tại vì mình ngồi xe tiếng ồn ngoài trời mà. Đó, đây là nút tắt nguồn, tăng giảm âm lượng. Các bạn gắn thẻ nhớ là xong, khỏi cần Bluetooth gì hết. Chép nhạc hay vô để trên xe, hoặc là móc cái wire, các bạn có thể móc đi du lịch. Một cái loa rất xứng đáng để các bạn lấy về trong cái dịp pre-order cho cái tai nghe Tune 120. Rồi các bạn, mình mới kiếm được một cái bộ màu trắng nữa. Mới kiếm được cái bộ màu trắng hàng thiệt, trưng bày ở đây luôn. Thì đây cái quay cái hộp màu trắng cho các bạn coi. Đó, cái màu trắng thì cái hộp trắng, cái màu đen thì cái hộp đen viền xanh. Ở đây là hai cái bộ tai nghe hàng thật chính hãng, trưng bày ngay tại 144/36 với hai màu trắng và đen viền xanh. Mời các bạn ghé trải nghiệm ha, đủ hai bộ hai màu. Trong cái hộp cũng khác nhau các bạn. Đây cái hộp nè. Hộp trắng thì cũng hình tai nghe màu trắng, hộp đen thành màu đen tương ứng với nhau. Rồi, 1 phút 30 giây, cảm nhận cái tai nghe làm sao? Nói chung nếu mà cỡ 4 triệu trở xuống là con này trùng. 4 triệu trở xuống là trùm. Dạ, bây giờ rồi. Bán hơn 2 triệu được không? 2 triệu mà tặng cái loa, 2 triệu mấy là tặng cái loa được không? Em nói 4 triệu trở xuống là không có con này, con này. Chất âm nó như thế nào? Cảm nhận coi. Tiếng bass rất là hay. Bass mạnh đúng không? Dạ, giải cao cũng hay. Giải cao hay, dạ. Bass hay. JBL ghi thẳng ở trong cái hộp là bass rất là tốt. Đây, cái bộ trưng bày các bạn nghe thử ngay tại 144/36, ngay cái quầy luôn. Tới đây là các bạn yêu cầu nghe thử cái bộ này.
giá chỉ 2.390.000, tặng phải loa 1.390.000. Nói chung những cái tai nghe thì mình quay video review để cho các bạn thấy thôi, chứ còn nghe đánh giá thực sự chất âm thì các bạn buộc phải tới để các bạn cảm nhận thực tế của nó. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.